Hello các bạn, hôm nay là mình ăn con cua Quỳnh Đế ngồi ở ngoài nhà trong vườn ở sau. Đây là mấy cái cây trái ở sau này, trái kiểu trái luôn này, sau lưng mình á. Ăn chung với lại một cái muối tiêu chanh. Ngoài này thì nó ấy có mấy con ruồi muốn giành. Wow, rất là ngọt luôn. Thì là con cua này không không cần dùng cái nước này luôn. Con cua này nó hơi nhỏ, nhỏ hơn mấy con cua trước.
khiếp luôn. Ủa, rất là ngon. Không tranh thủ ăn là mấy con ruồi nó ăn luôn. Ồ, rồi bay quá. Thì là chấm cái này em, nó làm mất cái ngọt, mất cái ngọt của con cua.
mà đã. Còn thèm. Bữa sau chắc làm phải 5 con ăn. Ăn bằng 2 con trở lên. Video sau mình sẽ ăn 2 con trở lên. Này rùi nhiều quá. Nhiều chầm chầm ngọt trái được chín à. Hai trái ăn luôn các bạn ơi. Đây. Quá trời trái luôn rồi. Nè. Vừa ăn cua mà vừa ăn trái cây tại chỗ luôn đó, thấy không? Ra ủng hộ mình thôi các bạn không?